Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Như các bạn có thể đã biết thì sự sống trên hành tinh của chúng ta đã có một lịch sử rất lâu đời, có thể lên đến gần 3,7 đến 3,8 tỷ năm, tính từ những dạng sống đầu tiên đơn giản nhất. Trải qua hàng tỷ năm thì sự sống đã phát triển đến sự đa dạng hình thái gần như vô tận. Con người chúng ta chỉ mới có lịch sử khoảng 300.000 năm, tức là chiếm chưa đến 1% lịch sử của sự sống. Những gì mà nhân loại trực tiếp chứng kiến chỉ là một phần rất nhỏ của sự đa dạng đó, và quả thực là cho đến nay thì vẫn có vô vàn những hình thái cổ đại của sự sống mà con người chưa thể tìm ra cách lý giải, bất chấp những nỗ lực và phương tiện khoa học hiện đại nhất. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về một con cá, nhưng không phải vì thịt của nó ngon như thịt cá hồi, cũng không phải vì nó to lớn như Megalodon, hay vì nó thích phê cá nóc như cá heo, mà vì nó sở hữu một trong những cái miệng lạ lùng, mà không, phải nói là quái dị nhất lịch sử sự sống mới đúng. Đó chính là Helicobrian, chi cá sồn từng sống cách đây 290 đến 270 triệu năm trước và được con người tìm thấy qua hóa thạch vào cuối thế kỷ 19. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Vào năm 1886, trong một chuyến đi tìm hóa thạch dọc bờ suối ở miền Tây Úc, một thợ săn hóa thạch tên là Davis đã tìm thấy một hóa thạch khá lạ. Sau khi hóa thạch này được chuyển đến nhà địa chất học kiêm cổ sinh vật học người Anh Harry Woodward, ông đã nhận thấy đó chính là một hàm răng, khá tương đồng với răng của một chi cá sụn cổ đại khác đã được mô tả và định danh vào năm 1856, đó là Edestes. Ông cho rằng đây là một loài mới chưa từng biết đến của chi này và đặt danh pháp khoa học cho nó là Edestes davisi, nhằm vinh danh người thợ săn hóa thạch đã tìm ra nó. Do hóa thạch đầu tiên này chỉ là một đoạn của vòng răng với 15 chiếc răng, nên Woodward chưa phát hiện ra hình dạng xoắn ốc bất thường của nó. Trong khi đó thì tại Nga, người ta đã phát hiện ra hóa thạch một hàm răng xoắn ốc gần như hoàn chỉnh và thoạt nhìn bạn có thể nhầm tưởng nó với hóa thạch của một con cúc đá. Nhà cổ sinh vật học Nga Alexander Kapinski đã mô tả mẫu vật này trong một chuyên khảo xuất bản vào năm 1899 và đặt cho nó danh pháp khoa học Helicobrian bessonowi. Trong đó Helicobrian có nghĩa là lưỡi cưa xoắn, ý chỉ hình dạng đặc biệt của hàm răng. Và dựa trên những tương đồng giữa mẫu vật ở Úc và ở Nga, Kapinski tin rằng chúng cùng thuộc một chi và do đó gắn mẫu vật ở Úc vào một loài mới thuộc chi Helicobrian, đặt danh pháp cho loài đó là Helicobrian davisi và giữ nguyên tên loài cũ. Kể từ đó cho đến nay thì hóa thạch của Helicobrian đã được phát hiện rải rác ở nhiều nơi trên thế giới, nhiều nhất là từ hệ tầng Phosphoria ở bang Idaho, Mỹ, với số lượng hóa thạch Helicobrian chiếm đến 50% tổng số lượng trên toàn thế giới. Nhiều thứ nhì là từ dãy núi Ural của Nga. Ngoài ra nó còn có ở Trung Quốc, Kazakhstan, Nhật Bản, Naui, Canada, Mexico. Và các bạn biết không, người bạn hàng xóm Lào của chúng ta cũng có hóa thạch Helicobrian nữa đấy. Nói đến hóa thạch thì thường các bạn sẽ nghĩ đến việc tìm thấy những bộ xương hoàn chỉnh. Tuy nhiên trường hợp này không may lại không đúng với Helicobrian nói riêng và hầu hết các loài cá sụn cổ đại nói chung, kể cả loài cá mập huyền thoại siêu to siêu khổng lồ Megalodon. Vì cá sụn thì hầu hết bộ xương của chúng được làm bằng sụn, một thứ dễ phân hủy và phân hủy cũng nhanh hơn nhiều so với xương, thế nên phần lớn những hóa thạch cá sụn mà chúng ta tìm thấy là răng, vốn vẫn được tạo thành từ xương. Chỉ trong một số điều kiện bảo quản cực kỳ lý tưởng thì chúng ta mới có được các thành phần hóa thạch khác của bộ xương cá sụn. Đối với Helicobrian thì ngoài phần hàm răng xoắn ra, chúng ta còn tìm được hóa thạch của một phần sụn hàm trên, sụn hàm dưới và sụn môi, được thể hiện bằng các phần tô màu trong hình minh họa này. Chính vì thế, chỉ riêng việc phục dựng chính xác hình dạng tổng thể của Helicobrian đã là một khó khăn đối với các nhà khoa học. Họ chỉ có thể dựa vào những trường hợp hiếm hoi là họ hàng của Helicobrian có bộ xương được hóa thạch nguyên vẹn hơn để làm điều đó. Chẳng hạn như các chi cá sụn Caecilodus, Phadenia hay Romerodus. Về cơ bản thì từ hóa thạch của các loài này, chúng ta có thể ước đoán rằng Helicobrian cũng có một thân hình thuôn dài giống như quả ngư lôi, rộng ở giữa và thon về hai đầu. Chúng có vây hình tam giác ở ngực và lưng, vây đuôi khá cao, chỉ ra hai thùy có kích cỡ tương đương nhau. Hình dáng kiểu này khá giống các loài cá năng động và săn mồi ở vùng nước mở như cá ngừ, cá kiếm và họ cá nhám thu. Dựa trên hàm răng xoắn có chiều dài khoảng 35-40cm, các nhà khoa học cũng ước tính rằng Helicobrian có thể đạt chiều dài toàn bộ cơ thể từ 5-8m, gần tương đương một loài cá mập cũng rất lớn ngày nay là cá mập phơi. Do phần lớn chỉ để lại hàm răng xoắn nên việc xác định phân loại của Helicobrian không phải là chuyện dễ dàng. May mắn thay là có một mẫu vật ký số IMNH37899 với nhiều thành phần của hộp sọ được bảo quản hơn đã cho các nhà khoa học nhiều thông tin để xác định phân loại của con cá này. Chẳng hạn như cấu tạo hàm, trong đó hàm trên gắn với hộp sọ, còn hàm dưới thì gắn trực tiếp vào hàm trên nhưng lại không có xương móng hàm.
Từ đó thì các nhà khoa học đã xếp Helicobranch vào phân lớp cá sụn Holocephali, còn gọi là phân lớp toàn đầu. Cụ thể hơn là một thành viên của bộ Argeniodontia, quy tụ các cá sụn toàn đầu có ngoại hình khá giống cá mập, sống từ kỷ Devon cho đến Tam Điệp. Ở đây xin khẳng định lại là Helicobranch không phải cá mập, mà chỉ là một họ hàng rất xa của cá mập mà thôi. Họ hàng còn sống gần nhất của chúng là cá mập Machimira. Bên cạnh Helicobranch thì người ta còn phát hiện hóa thạch của một số chi cá sụn khác có nhiều nét tương đồng với nó, chẳng hạn như Parahelicobranch hay Sacobranch với mức độ xoắn ốc khác nhau. Chẳng hạn như ở Parahelicobranch thì vòng răng xoắn của chúng chỉ xoắn ốc một nửa, và các nhà nghiên cứu cho rằng đó là đặc điểm thích nghi với những loại con mồi khác nhau hoặc chiến lược săn mồi khác nhau. Từ đó thì họ thành lập ra một họ riêng cho những chi cá sụn này, với Helicobranch là chi điển hình, và do đó họ này có danh pháp khoa học là Helicobranidae. Nói nhiều như vậy rồi thì cuối cùng điều chúng ta muốn biết nhất về Helicobranch chắc chắn vẫn là tại sao nó sở hữu hàm răng sắn kỳ dị như vậy, và trong thực tế chúng sẽ trông như thế nào, cũng như được sử dụng ra sao. Người thường đã vậy thì các nhà cổ sinh vật học lại càng ngáo ức trước một sinh vật quái lạ như thế hơn nữa. Ban đầu thì sự kỳ dị của hàm răng xoắn này thậm chí còn khiến một số nhà cổ sinh vật học không nghĩ là nó đến từ miệng của con cá. Chàng như John Strong Newberry tin rằng chúng thực chất là những cây gai để phòng thủ. Cùng ý kiến với Newberry còn có Henry Woodward và Edward Rinker Cope. Trong khi đó thì chuyên khảo năm 1899 của Alexander Karpinski viết rằng hình dạng kỳ lạ của hóa thạch này khiến việc đưa ra một kết luận chính xác về chức năng của nó gần như là bất khả thi. Mặc dù vậy thì ông cũng có quan điểm riêng, cho rằng hàm răng xoắn này là một phần của hàm trên và được sử dụng để phòng thủ hoặc tấn công như trong bản vật dụng lưỡi thời này. Cuộc tranh luận tiếp diễn trong những năm sau đó. John Eastman mặc dù đồng tình với Karpinski rằng trên vòng răng xoắn có những thứ trông giống răng của các loài cá sụn, nhưng lại không đồng tình rằng nó nằm trong miệng của con cá mà là một cấu trúc phòng thủ được gắn đâu đó trên mình của nó. Karpinski cũng lung lay và thay đổi quan điểm khi cho rằng vòng răng xoắn có thể không phải là vòng răng mà là một cấu trúc nằm ở đuôi, tương tự như đuôi của hải mã. Tuy nhiên, cú quay xe này của Karpinski đã gặp phải những phản biện dữ dội từ các nhà nghiên cứu khác, muốn ủng hộ luận điểm cho rằng hàm răng xoắn là một phần của cấu trúc ở miệng của Helicobranch. Phải mất hơn một nửa thế kỷ thì cuộc tranh luận về vị trí thực tế của vòng răng xoắn mới đi đến thống nhất rằng nó là một phần hàm dưới của Helicobranch. Tuy nhiên, hình dạng chính xác của nó như thế nào vẫn là một vấn đề nan giải. Trong những bản phục dựng sớm nhất theo hướng hàm răng xoắn nằm ở hàm dưới, một số họa sĩ cổ sinh đã vẽ nó như một cấu trúc bên ngoài cuộn xuống nằm ở hàm dưới của con cá. Đến năm 1966 thì nhà nghiên cứu Rainer Zanger công bố nghiên cứu mô tả một chi cá sụn mới cùng bộ Argeniodontia với Helicobranch và sống ở kỷ than đá, đó là Ornithopranch. Ornithopranch cũng có một hàm răng xoắn nhỏ có vị trí nằm ở chính giữa hàm dưới. Khám phá này đã đem đến một cái nhìn mới cho các nhà cổ sinh vật học về vị trí cũng như công dụng của hàm răng xoắn ở Helicobranch. Đầu thập niên 1990 thì các bản phục dựng của Ray Tron hoặc là Philippe Janvier đưa ra hình ảnh Helicobranch với phần hộp sọ dài và hẹp, khiến cho nó có cái mũi dài giống như cá mập yêu tinh. Vòng răng xoắn nằm ở ngay đầu hàm, được dùng như một công cụ để cắt đôi con mồi. Đến năm 2008 thì Mary Parrish tạo ra một bản phục dựng mới, đưa hàm răng xoắn vào sâu bên trong hơn một chút. Thì cái này dựa trên giả định rằng hàm răng xoắn của Helicobranch có chức năng hỗ trợ cho việc nuốt mồi hơn là để cắt hay nghiền nát vỏ của con mồi. Tuy nhiên, giả định này không thật sự được ủng hộ. Đến năm 2009 thì những thiết kế của Ray Chon và Janvier lại được ủng hộ và cải thiện nhiều hơn với những bằng chứng mới từ các hóa thạch mới. Theo đó thì ở hàm trên của Helicobranch có một khoang nằm dọc, vừa khít với hàm răng xoắn ở hàm dưới khi miệng đóng lại. Helicobranch được cho là chuyên săn những con mồi thuộc nhóm động vật chân đầu, nhưng có vỏ cứng như ốc anh vũ hay cúc đá. Với khi hàm của Helicobranch đóng lại, lực cắn sẽ đủ mạnh để vòng răng xoắn cắt đứt lớp vỏ của con mồi. Vòng răng xoắn được tạo thành khi những chiếc răng mới mọc đẩy những chiếc răng cũ vào bên trong hàm dưới, tạo thành một hình xoắn. Những con Helicobranch thiếu niên thường có 2 vòng xoắn, trong khi những con trưởng thành có đến 4 vòng xoắn. Vậy đó đã phải là đáp án cuối cùng tới các nhà cổ sinh vật học hay chưa? Câu trả lời có thể vẫn là chưa. Bởi dù đã biết nhiều hơn về Helicobranch, nhưng những gì chúng ta biết vẫn là quá ít để có thể lý giải các đặc điểm sinh lý và lối sống của một sinh vật cổ đại đã tuyệt chủng hàng trăm triệu năm trước. Nhưng đó vừa là sự bí ẩn vừa là vẻ đẹp của ngành cổ sinh vật học. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên nhấn đăng ký và theo dõi kênh các bạn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.